Tức là bình thường mà mọi người được nghỉ lễ nghỉ Tết thì là mình vẫn đi làm bình thường, tức là không phải là quá khác biệt đâu. Nhưng Chứ mà là thế nào, có làm tối không? chúng mình khác người bình thường ấy. Cũng có làm tối, tức có những lúc là ngày chẳng làm gì cả, đến tối mới làm. Ô, thì có làm đêm không? Đêm thì thi thoảng, ví dụ như đi quay phim thì mình mới làm đêm thôi, nhưng mà có lẽ là công việc của Tùng thì sẽ phải thức đêm nhiều hơn đúng không? Gần như là xuyên đêm đúng không? Công việc của Tùng không có ngày nghỉ. Biết là không có ngày nghỉ rồi, ý là cái quãng thời gian nghỉ trong ngày là nó bị ngược với Nó giờ mới của ngược mọi người là đúng mọi không? người chính Thế xác. thì khó nhở, thế thời gian đâu mà yêu đương nhở? Thì rõ ràng là mình, tức là mình cũng Tùng cũng khá là nhiều tuổi rồi, Tùng năm nay cũng 28 tuổi Làm gì mà khá nhiều tuổi, cũng vẫn còn trẻ mà, rồi. nhìn mặt này người ta chỉ đoán tầm 25 Không, thôi. đấy là do bên ngoài thôi, thật ra là Tùng Ok. Tùng sinh năm 92 nhưng Tùng cũng nhiều Thế tuổi rồi. ra hỏi thật là Tùng đã có bạn gái chưa? Tùng hiện tại chưa có bạn gái. Thật không? Thật. Tại vì đang thấy là với cái đặc thù công việc như thế, thường mọi người sẽ có xu hướng là tìm những người bạn, những người yêu sẽ có cùng với cái lịch làm việc như mình ấy. Thì trong cái quá trình mà Tùng làm việc ấy cũng không gặp những bạn gái nào hấp dẫn mình à? Tức là khó để có thể gặp được một người cùng với cả lịch sinh hoạt của mình. Ngay cả như gia đình của Tùng cũng không ai có thể cùng chung với cái lịch sinh hoạt được. Ví dụ như là khi mà Tùng livestream thì sẽ là từ trung bình sẽ là từ 9 giờ cho đến 1 2 giờ sáng. Thì ví dụ như là Tùng là một người ở vẫn hiện tại vẫn đang ở cùng bố mẹ. Thì bố mẹ cũng không thể nào mà đáp ứng cái giờ sinh hoạt đấy, giả dụ có đói chẳng hạn. Thì bảo ôi mẹ ơi mẹ xuống mẹ. Mặc dù 28 tuổi đấy nhưng mà chưa có người yêu, còn chưa có gia đình thì cuộc sống nó là như vậy. Thì vẫn không thể nào mà một người trong gia đình có thể, mọi người trong gia đình có thể làm quen được. Và rõ ràng là mình phải chấp nhận cái điều đấy. Tại vì cái công việc của mình nó là như thế. Cái công việc của mình nó là như vậy. Và cái công việc của mình là livestream, chứ công việc của mình nó không phải là đi lên trên mạng để tìm những bạn gái này bạn gái kia để có thể kết bạn làm quen. Nó không phải giống như chương trình là kết bạn bốn phương, mà công việc của mình là làm sao mà tạo cho khán giả được cái tiếng cười, niềm vui cũng như là về cái giá trị khi mà khán giả ngồi xem game. Khán giả họ không cần chơi game, họ chỉ cần ngồi xem game thôi, họ buồn cười thế là đủ. Thôi thì qua đây thì mình cũng sẽ thay mặt Tùng và nhắn nhủ tới các bạn gái mà yêu quý Tùng, idol Tùng ấy, mà muốn tiếp cận với Tùng thì phải nhớ cái lịch sinh hoạt của Tùng để mà tương tác với Tùng nhá. Không thì để Tùng của chúng ta cô đơn lâu quá thì cũng không ổn đâu.